PLO, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng nhưng cũng sẵn sàng đàm phán để có hòa bình. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc cố gắng đưa ra dự đoán chính xác về thời điểm kết thúc xung đột Ukraine là một điều khó khăn và nhìn chung là phản tác dụng. Theo đài RT, trong một cuộc họp báo, ông Putin từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về thời điểm cuộc giao tranh kết thúc, đồng thời khuyên mọi người không nên dự đoán. Cố gắng xác định một mốc thời gian nào đó là một điều rất khó khăn và nói chung là phản tác dụng, ông Putin trả lời câu hỏi về thời điểm dự đoán Nga có thể giành chiến thắng. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow hoàn toàn hiểu được tác động của cuộc giao tranh đối với các vấn đề toàn cầu, đồng thời khẳng định Nga sẽ cố gắng đạt được hòa bình càng sớm càng tốt. Ông Putin nhắc lại rằng Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột nhưng các đối thủ của Nga phải thể hiện thiện trí và sự sẵn sàng đàm phán. Còn nếu không, Ông Putin khẳng định rằng Moscow hoàn toàn có khả năng tiếp tục cuộc chiến này cho đến khi giành được chiến thắng. Quân đội nga chắc chắn đã trở thành không chỉ là một trong những lực lượng có công nghệ hiện đại nhất mà còn là lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến này và chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Ông Putin nhấn.